Vâng, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Dân Dép sẽ quay trở lại với các bạn, chúng ta tìm hiểu về sử dụng Bách trong cây PHP để mình trong cách PHP để chúng ta tạo cái model view controller. Thì ở cái series mà làm quen với cách PHP cùng Dân Dép thì chúng ta đã tạo ra model view controller rồi đúng không? Nhưng mà chúng ta tạo một cách thủ công. Mình giới thiệu qua một chút về Bake controller của Cách đã giúp chúng ta tạo cái model view controller trong Cách một cách dễ dàng và nhanh chóng. Bake console có thể tạo bất kỳ các thành phần nào cơ bản của PHP như là model này, behaviors, view, help, control, component, test case, fixture and print. Không chỉ là cái bộ khung class mà Bake có thể tạo một ứng dụng đầy đủ với chức năng chỉ trong vài phút. Thì trên thực tế thì Bake là một bước tự nhiên cần thực hiện sau khi một ứng dụng đã được hoàn thiện. Thì khi mình code thì mình nghĩ là chúng ta sử dụng Bake sẽ tiện hơn rất nhiều và việc chúng ta tạo thủ công như là cái series vừa rồi chúng ta vừa trải qua, đúng không ạ? Thì bây giờ mình sẽ dùng Bake này thì các bạn sẽ thấy cái sự khác biệt, nó sẽ thao tác đơn giản và nhanh chóng hơn rất nhiều. Thì trước khi sử dụng thì chúng ta cần phải cài đặt nó. Thì các bạn sẽ sử dụng cái composer để chúng ta require cái bách này thôi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành cài đặt trong cái project mình dùng cái Visual Studio Code nhé. Thì mình sử dụng cái terminal trong Visual Studio Code, hoặc các bạn có thể dùng command line của Windows hoặc là git bash đều được. Đấy các bạn, composer các bạn tiến hành enter thôi. Đấy thì nó sẽ tải cái plugin này về chúng ta. Đấy thì lại bị một cái lỗi ở đây. Bản cách của chúng ta thì nó yêu cầu cái bản Bake 2.0 thì nó tương thích với cái bản cách 4.0 đến 4.0 trở lên. Mình đang dùng cái bản cách là 3.8.13 thì phải. Thì mình thay đổi lại cái version của Bake thôi. Mình chuyển nó version thấp hơn là 1.11.2. Các bạn enter. Tiến hành cài đặt. Ừ, thì các bạn sử dụng cái composer update để nó update những cái vendor trong cái composer này của chúng ta này, nó update những cái version nó tương thích này. Có thể là cái project lâu của chúng ta nó chưa chạy thì nó update lại những cái mà nó tương thích này. Rồi thì mình đã tải được cái bản cách 1 batch 1.11.2. Đấy thì có ra rồi bạn này, nên thông báo thì bảo là mình cần cập update cái composer.json của mình liên quan đến cái post auto load dump gì đó. Insert đây. Let to read in cách composer này indexer và indexer auto port up cách xóa cái này đi update. Thế
hết cảnh báo rồi. Đó. Thì mình tiến hành tạo thôi. Tạo thì mình phải tạo CLI này. Thì trước chúng ta đã cấu hình chạy cái init.dll, mình đã mở nó ra rồi. Đấy, thì mình có thể sử dụng cái pin cách.batch.help để xem những cái hàm nó có sẵn đúng không ạ? Những cái hàm nó có sẵn ở đây. Đấy, thì mình có thể tạo own này. Đó. Tạo own này. Behavior này. Command, component, control, fix. Đấy, ví dụ mình tạo một cái mode in cách batch một ví dụ mình đặt là category. Đó. Thì hôm trước mình tạo ra cái bảng, mình tạo ra cái model. Nó chưa kết nối database thì các bạn phải mở database lên, để khởi động SAM và MySQL lên. Để mình chạy lại nhé. Đây, cái CMS này. Đây, category. Rồi mình chạy tạo model. Thì cái model này nó tương ứng với nó cái bảng ở trong database các bạn phải có. À, mình phải tạo database. Thì trước thì mình đã cài đặt Phoenix mà mình đã tạo cái cơ sở cái bảng category rồi. Và cái tên này mình viết theo kiểu passkey nhé. Passkey nhé. Để mình tiến hành tạo này. Đó, nó sẽ gen ra cho chúng ta cái model ở đây. Model nó sẽ sinh cho chúng ta cái category này, category table, và bên entity nó cũng sinh ra một cái category này. Đó. Đây là tạo model thì sinh ra mình mở cho bạn xem nhé. Đấy, thì trong này nó có name và credit đúng không? Đây. Chúng mình chỉ có tương name và trường chúng này. Đấy, mình chỉ có ID, name và credit đúng không? Đây, table. Đấy, thì nó mình sẽ set bảng nó là category này. Đấy, có các cái field này và khóa này. Nó sẽ sinh cho chúng ta cái các cái rule luôn. Tiếp đến thì mình sẽ tạo controller đúng không? Cũng tương tự bin cache batch controller category. Thì nó sẽ tạo ra cái category controller của chúng ta. Đây. Đó, category controller. Đó, thì nó trong này nó sẽ có thằng index này, view này, add này, exit này, gần như nó sẵn cho chúng ta rồi. Tạo xong có thể chạy đưa. Tiếp đến mình tạo bin cache view category. Đấy, thì nó cái view nó không tồn tại mà mình sẽ nhấn template, nhấn một chút template. Mình gõ sai đấy, mình gõ sai cái tên đấy. Category. Đó. Thì cái này nó cũng phải map với cái bảng trong database của chúng ta nhé. Đấy, thì nó sẽ tạo cho chúng ta cái view category đây. Đó, có add index view exit là chúng ta chạy luôn. Đó, chạy được ứng dụng của chúng ta luôn. Hot.
PHP. Đây là cái project chúng ta này. Query. Thì từ cái video mình sẽ dùng cái SAM nhé, SAM server này để mình chạy này, thay vì mình dùng cái lệnh bin cache server ấy để run nó chạy lên. Thì đây nó bị trang index thì nó chúng ta này, có luôn các cái list này luôn. Thêm mới này, có action đây luôn ra. Thì cái này các bạn mình phải chỉnh sửa lại template. SQL này nhá, mở các bạn thấy SQL nó chưa có này. Mình thêm cái nó thêm xuống đây luôn. Submit. Đấy, thì nó đã thêm được cái category 1 quá. Bạn đã đi loạn lại đây. Đấy, nó mà ghi đã được thêm đúng không? Đấy vào view này. Delete, exit, new, exit, action. Đấy thì còn custom cái template này thì các bạn có thể tìm hiểu thêm về cái back thêm thì nó sẽ chúng ta là custom là cái template mà chúng ta tạo ra luôn thay vì dùng cái template mặc định. Còn bây giờ chúng ta muốn chỉnh sửa thì chúng ta vào đây chúng ta sửa lại thôi. Index này, action. Đây nó có ích nói cho chúng ta này. Chúng ta muốn chỉnh sửa gì chúng ta thêm đây. Ví dụ như một. Như vậy đây là category đúng không? Đây. Thì chúng ta chỉnh sửa gì chúng ta vào đây chúng ta chỉnh sửa thôi. Rồi. Thì các bạn sẽ thấy là rất nhanh đúng không? Mình nhờ delete cái phần list này. Đó. Thì các bạn sẽ thấy là rất nhanh để mình tạo ra một cái model, controller hay view lại. Trong vòng 5 phút thì các bạn đã có thể tạo xong và mình có thể thêm sửa xóa được. Đấy, với những cái mà ứng dụng nó đơn giản thì mình làm này nó rất là nhanh và hỗ trợ chúng ta rất là tốt. Thay vì mình tạo thủ công như cái phần trước thì nó sẽ mất thời gian đúng không? Video này mình xin dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thì các bạn nhớ cho mình một like và một chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các cái video tiếp theo.